Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Quận Kiến An. Chương trình có những nội dung sau. Phần tin. Sáng ngày 20 tháng 4 sẽ tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2024. Đảng ủy phường Nam Sơn quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các quy định của Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Trên địa bàn phường Lãm Hà có 24 hồ sơ đăng ký khai sinh, không một hồ sơ khai tử và 40 hồ sơ chứng thực bản sao điện tử gửi dịch vụ công quốc gia. Công an quận lập hồ sơ phạt hành chính hai cơ sở lưu trú, một cơ sở cầm đồ vi phạm điều kiện về an ninh trật tự. Bài viết: Trung tay bảo đảm an toàn thực phẩm. Chuyên mục: Biển đảo Việt Nam. Bài: Phát huy thế mạnh quốc gia biển đảo. Bạn cần biết. Sau đây là nội dung chi tiết. mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Vào sáng ngày 20 tháng 4 tại nhà điều hành trung tâm khu đô thị Cựu Viên, Ủy ban nhân dân quận sẽ tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2024. Hội thi gồm hai phần lý thuyết và thực hành. Nội dung các môn thi bảo đảm dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn hoạt động của tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. Mỗi phường lựa chọn không một đội tham gia thi. Các vận động viên phải là thành viên trong một hộ gia đình thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường. Đội đạt giải nhất sẽ được lựa chọn tham dự hội thi cấp thành phố. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy được tổ chức nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong các hộ gia đình thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, đưa hoạt động các tổ liên gia an toàn phòng cháy Chữa cháy tại các phường đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra ngay tại khu dân cư. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đây cũng là dịp để nhân dân trên địa bàn quận trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đảng ủy phường Nam Sơn quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các quy định của Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Đảng ủy phường Nam Sơn vừa tổ chức hội nghị quán triệt bài viết của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, các quy định của Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Tham dự có các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng Bộ Phường, lãnh đạo ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường, các tổ chức chính trị xã hội Phường, bí thư, phó bí thư, các đảng viên hưu trí các tri bộ trực thuộc Đảng ủy Phường. Đồng chí Phạm Bích Thủy Bí Thư Đảng ủy Phường Quán Triệt đến các đại biểu nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú trọng tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, các quy định của Đảng gồm Quy định số 114 ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, Quy định số 131 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quy định số 132 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của bộ chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đồng chí bí thư đảng ủy phường cũng truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Trong đó Trọng tâm là những giá trị lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng về phát triển thành phố phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa. Nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thành phố Hải Phòng thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa giai đoạn hiện nay. Sau hội nghị, mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức chính trị xã hội phường, cấp ủy các chi bộ tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các quy định của Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Quý 1, Bộ phận 1 của phường Lãm Hà tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng quy định. Bộ phận văn phòng soạn thảo và ban hành 6 thể loại văn bản với 118 nội dung. Bộ phận tư pháp xác nhận chữ ký 20 trường hợp, đăng ký khai sinh 24 cháu, đăng ký kết hôn 7 cặp vợ chồng, khai tử 9 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 31 hồ sơ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác cải cách hành chính được chú trọng. Phường đã tiếp nhận 300 văn bản qua mạng từ các phòng, ban chuyên môn của quận. Tổng số hồ sơ gửi dịch vụ công quốc gia có 24 hồ sơ đăng ký khai sinh, không một hồ sơ khai tử và 40 hồ sơ chứng thực bản sao điện tử. 142 hồ sơ gửi dịch vụ công Hải Phòng, 140 hồ sơ ký số điện tử. Cũng trong quý 1, phường tiếp nhận và đang thụ lý giải quyết một đơn kiến nghị của công dân. Tháng 3, Công an quận tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu về đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 đến 2025. Tầm nhìn đến năm 2030, các chỉ tiêu về làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống. Đồng thời phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn công dân sử dụng Vinin gửi kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự, làm tốt công tác quản lý cư trú và tăng cường triển khai phần mềm lưu trú ASM trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, công an quận kết hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành trên địa bàn quận kiểm tra 3 cơ sở cầm đồ, 4 cơ sở lưu trú. Qua đó, lập hồ sơ phạt hành chính 2 cơ sở lưu trú, 1 cơ sở cầm đồ với số tiền 8 triệu đồng. Trong tháng, công an quận thu nhận 527 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân, 282 hồ sơ tài khoản định danh điện tử, đăng ký mới 164 xe mô tô, xe máy điện, cấp lại, sang tên 21 xe mô tô, thu hồi 12 xe mô tô. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 90 triệu đồng. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Trung tay bảo đảm an toàn thực phẩm Theo số liệu của Bộ Y tế, trong quý 1 năm 2024, Cả nước xảy ra 16 vụ làm 659 người bị ngộ độc thực phẩm, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Nguyên nhân dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm là do điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, nhất là vi khuẩn gây bệnh đường ruột, động thực vật chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản, ô nhiễm môi trường và thiếu nước sạch để chế biến, vệ sinh dụng cụ. Mặt khác, quy trình chế biến, bảo quản nguyên liệu thực phẩm thực phẩm chưa đúng cách, cộng với ý thức chấp hành quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của một số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm chưa nghiêm. Thực tế cho thấy tại một số địa phương, chính quyền, các cơ quan chức năng còn buông lỏng công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đặc biệt, tình trạng buôn bán các loại thực phẩm chế biến sẵn trước cổng các trường học, hè phố, lòng lề đường, nơi tập trung đông người như bến xe, bệnh viện và tại các sự kiện văn hóa, thể thao dẫn đến nguy cơ người tiêu dùng bị ngộ độc thực phẩm là rất lớn. Theo các chuyên gia lĩnh vực an toàn thực phẩm, phần lớn trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sẽ hết sau vài ngày điều trị. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện kịp thời và có những biện pháp đối phó hữu hiệu, ngộ độc thực phẩm có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch, suy giảm sức đề kháng, thậm chí tử vong. Để chủ động bảo đảm an toàn, ngăn chặn kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm tại cộng đồng, trước hết, chính quyền, các cơ quan chức năng tại các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm, trong đó xử lý triệt để các trường hợp bán thực phẩm không bảo đảm an toàn chung quanh các trường học, hè phố, lòng lề đường. Đồng thời, cần quy trách nhiệm cho người đứng đầu tại địa phương khi để xảy ra tình trạng công tác quản lý an toàn thực phẩm không hiệu quả hay để xảy ra các vụ ngộ độc lớn trên địa bàn một cách công khai và minh bạch. Các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình từ trang trại đến bàn ăn để giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất, cung cấp cho người tiêu dùng những sản ba phẩm thực phẩm có chất lượng cao, qua đó còn góp phần giảm đến mức thấp nhất những nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cho người dân. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nêu cao trách nhiệm lương tâm, không vì lợi nhuận mà đánh đổi sức khỏe và tính mạng của người dân để sản xuất, kinh doanh những sản phẩm không bảo đảm chất lượng đưa ra thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần là người tiêu dùng thông thái khi lựa chọn và sử dụng các loại thực phẩm hàng ngày, đấu tranh chống nạn hàng giả, hàng kém chất lượng và những hành vi gian lận thương mại nơi mình sinh sống nhằm chung tay hành động thiết thực bảo đảm an toàn thực phẩm và ngăn chặn hiệu quả các vụ ngộ độc thực phẩm. chuyên mục biển đảo Việt Nam. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Phát huy thế mạnh quốc gia biển đảo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Song Hà. Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch biển đảo. Thời gian qua, du lịch biển Đảo đã được chú ý phát triển để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đã có nhiều tác động tích cực đến đời sống kinh tế, xã hội, song vẫn còn nhiều bất cập. Để du lịch biển đảo phát triển bền vững, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, chiến lược cụ thể. Du lịch biển, đảo đã và đang là loại hình du lịch được đầu tư khai thác và phát triển, nhất là các quốc gia có lợi thế về biển, trong đó có Việt Nam. Tài nguyên biển đảo của Việt Nam phong phú và đa dạng, bao gồm tài nguyên tự nhiên biển đảo Tài nguyên nhân văn do đó phát triển du lịch biển, đảo được coi là một nhiệm vụ quan trọng góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam. Du lịch biển, đảo cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo thêm việc làm cho xã hội, nhất là khu vực ven biển. Đảm bảo khai thác có hiệu quả những tiềm năng và lợi thế về du lịch biển, đảo gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, phù hợp với xu thế hội nhập của Việt Nam với khu vực và quốc tế. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22 tháng 1 năm 2020 đã xác định du lịch biển, đảo là một trong bốn dòng sản phẩm chính của du lịch Việt Nam. Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã xác định phát triển du lịch biển, đảo là một trong những nội dung góp phần hình thành các khu kinh tế biển trọng điểm. Là quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á, có ba mặt giáp biển với bờ biển dài trên 3.260 km và gần 3.000 hòn đảo lớn nhỏ cùng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Biển đảo Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược quốc phòng, an ninh quốc gia, phát triển kinh tế và du lịch. Các bãi biển nước ta phân bố trải đều từ Bắc vào Nam, từ Mong Cái đến Hà Tiên với hàng loạt bãi tắm đẹp, cát mịn, nước trong xanh như trà cổ, sầm sơn, cửa lò, cửa tùng, lăng cô, mỹ khê, sa huỳnh, quy nhơn, nha trang, ninh chữ, mũi né, long hải. Vũng Tàu. Cùng với bờ biển dài, nước ta có một hệ thống đảo, vịnh phong phú trải dài từ vùng biển Quảng Ninh đến Kiên Giang với nhiều cảnh quan nổi tiếng như đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Phú Quốc và nhiều vịnh đẹp nổi tiếng như vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ, Hải Phòng, vịnh Xuân Đài, Phú Yên, vịnh Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Lãnh thổ du lịch biển đảo là nơi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi với nguồn tài nguyên tự nhiên, nguồn tài nguyên nhân văn đa dạng và phong phú tập trung tới 7 trên 13 di sản thế giới ở Việt Nam, 6 trên 8 khu dự trữ sinh quyền, nhiều vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên, nhiều di tích văn hóa lịch sử. Trong số 25 vườn quốc gia ở Việt Nam thì có 4 vườn quốc gia trên đảo gồm vườn quốc gia Cát Bà, vườn quốc gia Bái Tử Long, vườn quốc gia Côn Đảo, vườn quốc gia Phú Quốc. 7 vườn quốc gia thuộc các tỉnh ven biển là U Minh Thượng, Kiên Giang, Bạch Mã, Huế, Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình, Pù Mát, Nghệ An, Vũ Quang, Hà Tĩnh, Bến Én, Thanh Hóa, Cúc Phương, Ninh Bình. Vùng ven biển có 22 khu bảo tồn thiên nhiên, trong đó có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị để phát triển du lịch như Sơn Trà, Bà Nà, Đà Nẵng, Cù Lao Tràm, Quảng Nam, Hòn Môn, Khánh Hòa. Ngoài ra, các đảo ven biển nước ta còn lưu giữ khá nhiều di tích lịch sử, lễ hội văn hóa. Trong khoảng hơn 100 lễ hội tiêu biểu ở Việt Nam thì có 35 lễ hội thuộc vùng ven biển, ẩm thực làng biển với nhiều làng nghề như nuôi, chế biến hải sản, nuôi cấy ngọc trai. Không phải ngẫu nhiên mà tạp chí Forbes của Mỹ đã bầu chọn bãi biển Đà Nẵng là một trong sáu bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh. Tạp chí Tham Mỹ bình chọn đảo Phú Quốc là hòn đảo có sức hút và nằm trong 100 điểm đến hấp dẫn nhất. Giải thưởng Asia Best Awards 2022 do tạp chí Trevor Leisure phiên bản Đông Nam Á giới thiệu đã bình chọn đảo Phú Quốc và côn đảo của Việt Nam nằm trong 10 đảo hàng đầu của Đông Nam Á. Phú Quốc và Côn đảo cũng đã đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam nhiều giải thưởng có giá trị như giải thưởng khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới vào năm 2018 dành cho Six Senses Côn đảo, giải thưởng khu nghỉ dưỡng villa hàng đầu thế giới năm 2019 dành cho Premier Villas Phú Quốc. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Năm 2022, Việt Nam đã vinh dự được đề cử 61 hạng mục giải thưởng của World Travel Awards khu vực Châu Á năm 2022, trong đó có những hạng mục quan trọng tầm quốc gia như điểm đến hàng đầu Châu Á. Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á. Với những đặc điểm trên, Việt Nam có nhiều tiềm năng và điều kiện để xây dựng khu du lịch biển đảo có sức cạnh tranh cao, chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch biển đảo, đặc biệt là loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao biển, du lịch sinh thái, du lịch MICE mang đặc trưng, bản sắc riêng, có sự khác biệt giữa các vùng, miền đồng thời đem lại hiệu quả cho nhiều ngành kinh tế, tạo việc làm đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam với quốc tế. Trong thời gian qua, ngành du lịch Việt Nam đã tập trung khai thác và phát triển một số sản phẩm du lịch biển, đảo cụ thể như tham quan các di sản thế giới ở vùng ven biển, sản phẩm du lịch này đã và đang thu hút khá động lượng khách du lịch trong nước và quốc tế. Hiện nay, hầu hết trong các tour du lịch của các hãng lữ hành sản phẩm du lịch này được chào bán trên tất cả các thị trường nguồn du lịch Việt Nam. Tham quan các di tích lịch sử văn hóa Di tích cách mạng, sản phẩm du lịch này được hầu hết các địa phương ven biển chú ý khai thác bởi việc xây dựng loại sản phẩm du lịch này không phức tạp, không phải đầu tư nhiều, có thể thu hút được nhân lực địa phương tham gia. Tham quan cảnh quan, đây là nhóm sản phẩm du lịch khá quen thuộc ở hầu hết các vùng ven biển. Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch Việt Nam và Viện nghiên cứu phát triển du lịch, những năm qua, sản phẩm được xem là hấp dẫn nhất thuộc nhóm sản phẩm này là tham quan cảnh quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Cảnh Dương, Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, bán đảo Sơn Trà. Đà Nẵng, Vịnh Văn Phong, Nha Trang, Khánh Hòa, Vịnh Xuân Đài, Vũng Dô, Phú Yên, Vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận. Cảnh quan các đảo ven bờ như Cô Tô, Quảng Ninh, Cát Bà, Hải Phòng, Cồn Cỏ, Quảng Trị, Cù Lao Tràm, Quảng Nam, Lý Sơn, Quảng Ngãi, Phú Quý, Bình Thuận. Phát huy lợi thế về tài nguyên du lịch, những năm gần đây, du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển với tốc độ khá nhanh. Trong đó, du lịch biển đảo có một sức hút đối với khách du lịch trong nước và quốc tế việc thực hiện đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển đến năm 2020 đã tạo cơ sở để ngành du lịch Việt Nam hướng tới sản phẩm du lịch hấp dẫn gắn với tài nguyên biển đảo có sức hút với khách du lịch trong nước và quốc tế. Đề án đã xác định và tập trung khai thác 4 không gian ven biển với các địa bàn trọng điểm nhằm tạo sức hút, điểm nhấn, kết nối với thị trường du lịch quốc tế. Thời gian qua, những khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, đô thị du lịch được tập trung đầu tư phát triển như Hạ Long, Vân Đồn Cô Tô, Trà Cổ, Bái Tử Long, bạch long vĩ cát bà đồ sơn sầm sơn cửa lò thiên cầm cồn cỏ cửa tùng cửa việt huế lăng cô cảnh dương đà nẵng non nước sơn trà cù lao tràm hoàng sa hội an sa huỳnh mỹ khê sơn mỹ lý sơn phương mai sơn đài bắc cam danh trường lũy trường sa nha trang ninh chữ vĩnh hy mũi né phan thiết phú quý long hải phước hải côn đảo vũng tàu cần giờ phú quốc hà tiên Ngành du lịch Việt Nam cũng đã hướng tới việc tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù để tạo ra động lực phát triển các trung tâm du lịch biển, đảo. Các khu, điểm du lịch biển trọng điểm được tập trung đầu tư, phát triển nhằm thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư và hình thành những điểm đến tầm cỡ, có thương hiệu nổi bật trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, việc hình thành và xây dựng các tuyến du lịch biển và du lịch tàu biển cũng đã góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh hoạt động du lịch biển. Đảo như các tuyến xuất phát từ Hạ Long, Hải Phòng, Cửa Lò, Huế Đà Nẵng, Sa Kỳ, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Giang, Phan Thiết, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Tiên và kết nối với các đảo và bãi biển Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cồn Cỏ, Cù Lao Tràm, Lý Sơn, Hoàng Sa, Hòn Tre, Hòn Tằm, Trường Sa, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc. Tổ chức không gian du lịch biển tập trung tại các vịnh và đô thị du lịch biển như Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Sơn Đài, Vĩnh Hy, Phan Thiết mũi Né, Vũng Tàu, Hà Tiên. Các chương trình hành động nhằm thúc đẩy phát triển du lịch biển, đảo tập trung theo hướng chiến lược ưu tiên như chương trình nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển du lịch biển, đảo gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia, điều tra tổng hợp về tài nguyên du lịch biển, bảo tồn tài nguyên biển. Đặc biệt đối với hệ thống các đảo trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa, đầu tư hạ tầng then chốt phục vụ du lịch biển, hệ thống cảng du lịch, cầu tàu, bến neo đậu ven bờ trên vịnh và trên các đảo, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù các miền biển, ưu tiên và hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch đảo xa, đặc biệt là dự án phát triển du lịch tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phát huy giá trị văn hóa biển, ẩm thực biển phục vụ phát triển du lịch, phát triển nhân lực cho du lịch biển đảo. Bạn cần biết tuyên truyền cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Bùi Thị Triều và những người có quyền lợi liên quan có đất nông nghiệp bị thu hồi thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Văn Đầu. Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Văn Đầu đã được Hội đồng Nhân dân quận quyết định chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 129 NQHDND ngày 28 tháng 9 năm 2020 và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 36 NQHDND ngày 25 tháng 11 năm 2021. Ủy ban Nhân dân quận ban hành các quyết định số 2284 quy DUBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 và số 602 quy ngày 27 tháng 4 năm 2022 về phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Văn Đầu. Để thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân quận đã ban hành các thông báo thu hồi đất đối với 84 hộ dân và một tổ chức. Ngày 1 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân quận ban hành thông báo số 351 TBUBND về việc thu hồi đất của bà Bùi Thị Triều, chồng là Bùi Bá Thê đã chết, đang sử dụng diện tích đất 242,3 m2 thuộc thửa đất số 450. Tờ bản đồ số 18, phường Văn Đầu. Ngày 8 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân quận ban hành các quyết định số 2554 QĐUBND và số 2555 QĐUBND về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với bà Bùi Thị Triều, chồng là bà Bùi Bá Thê đã chết và những người có quyền lợi liên quan. đến nay, các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong chỉ giới thu hồi thực hiện dự án đã chấp hành. tuy nhiên, còn một hộ là bà Bùi Thị Triều vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất của ủy ban nhân dân quận với lý do không đồng ý với nguồn gốc đất thu hồi là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích trồng lúa. vào các ngày 9 tháng 11 năm 2023 và ngày 13 tháng 11 năm 2023 trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với ủy ban nhân dân phường văn đầu tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đối với bà bùi thị triều và những người có quyền lợi liên quan vận động hộ dân đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và chấp hành các quyết định của ủy ban nhân dân quận tuy nhiên bà triều và những người có quyền lợi liên quan không nhận tiền bồi thường hỗ trợ và không bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án quận đã áp dụng đầy đủ các chính sách bồi thường hỗ trợ theo quy định hiện hành các cơ quan chức năng của quận và phường đã nhiều lần giải thích tuyên truyền vận động thuyết phục hộ bà Triều. Trực tiếp lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận đã đối thoại nhưng gia đình vẫn không chấp hành, có những đòi hỏi bồi thường nằm ngoài khung chính sách. Để đảm bảo tiến độ dự án, ngày 29 tháng 2 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận ban hành quyết định số 237 quy DUBND áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi 242,3 m2 đất nông nghiệp của bà Bùi Thị Triều và những người có quyền lợi liên quan thuộc thửa đất số 450. Tờ bản số số 18 tại Tổ dân phố Đầu Sơn 2, phường Văn Đầu. Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng phương án thi hành quyết định cưỡng chế, thành lập ban thực hiện cưỡng chế để thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Thời gian tiến hành cưỡng chế dự kiến trong tháng 4. Nếu hộ bà Bùi Thị Chiều và những người có quyền lợi liên quan vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Văn Đẩu thì các lực lượng chức năng của quận sẽ tiến hành cưỡng chế, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định trên. Nguy cơ cháy nổ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà để ở kết hợp kinh doanh. Thời gian qua trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Các vụ cháy là hồi chuông cảnh tỉnh báo động nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng con người. Chỉ một chút sơ suất nhỏ, sự chủ quan lơ là đã phải trả giá đắt bằng chính sinh mạng của mình và những người thân trong gia đình. Nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh là loại hình phổ biến ở nước ta. Thực tế, diện tích các cơ sở sản xuất cửa hàng kinh doanh kết hợp nhà ở không lớn, thường tận dụng tối đa diện tích sàn và không gian trong nhà để chứa hàng hóa. Các mặt hàng được bày tràn lan dưới sàn nhà, chiếm lối đi lại, thậm chí cầu thang lên xuống cũng được tận dụng để hàng hóa. Nhiều hộ kinh doanh bố trí nơi thờ cúng chưa hợp lý, bàn thờ làm bằng vật liệu dễ cháy. Nguy hiểm hơn, hàng hóa còn để cạnh bếp nấu ăn. Đây chính là những nguy cơ xảy ra cháy nổ hơn nữa hệ thống dây dẫn điện trong những khu vực kinh doanh sản xuất kết hợp nơi ở hầu hết không đủ điều kiện phụ tải lắp đặt đấu nối không đúng kỹ thuật không có sự bảo trì cải tạo hệ thống điện đã xuống cấp và để các chất dễ cháy như quần áo giấy vải bao bì gần ổ cắm điện thiết bị điện Đặc điểm chủ yếu của loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh là xây dựng tự do, không theo quy hoạch, phân bổ ở các khu vực nội thị, xung quanh các chợ, tuyến đường phố và chủ yếu kinh doanh các loại vật liệu dễ cháy như hàng mã, quần áo, giày dép, vải, chăn màn, tạp hóa. Nhà xây dựng hình ống, niền kề, không có lối thoát nạn dự phòng, không có giải pháp ngăn khói, chống tụ khói. Khi xảy ra cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, một trong những vấn đề khó khăn nhất là không có hệ thống thoát khói. Việc tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu người cũng gặp nhiều khó khăn. Các phương tiện chữa cháy cũng gặp cản trở vì giao thông chật hẹp, kết cấu hầu hết là nhà liền nhau, nên việc phá rỡ công trình gặp nhiều khó khăn, nguồn nước chữa cháy tại khu vực chưa đáp ứng được nhu cầu. Qua điều tra về các vụ cháy nổ ở khu dân cư, cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận thấy có 3 nhóm nguyên nhân chính gây ra cháy nổ tại các hộ gia đình kết hợp cơ sở sản xuất kinh doanh đó là ý thức chấp hành về quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của chủ gia đình, chủ cơ sở kinh doanh còn hạn chế, người dân còn xem nhẹ công tác an toàn cho chính bản thân và gia đình do vi phạm các quy định an toàn trong việc sử dụng điện, sử dụng các thiết bị điện kém chất lượng. Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, giảm nguy cơ phát sinh cháy nổ đối với loại hình nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh, công an quận Kiến An khuyến cáo các hộ gia đình nghiêm túc thực hiện các nội dung sau. 1. Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng đảm bảo an toàn, các chất dễ cháy nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, chuẩn bị các điều kiện phương tiện để sẵn sàng chữa cháy. 2 phải có niêm yết đủ nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa các chất dễ cháy nổ phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy để mọi người chấp hành. 3. Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất kinh doanh, trang bị và lắp đặt các đèn chiếu sáng, sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn trên lối đi thoát nạn để đảm bảo khả năng định hướng trong môi trường tiểu ánh sáng, tiếu tầm nhìn của đám cháy. 4 đối với hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy như Đối với một số cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ. 5. Chủ hộ gia đình phải làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy, phải được huấn luyện bồi dưỡng nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 6. Trang bị đủ các loại bình chữa cháy sách tay, phương tiện cứu người, phù hợp với đặc điểm hoạt động và tính chất kinh doanh của từng gia đình, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, hàng hóa, vật tư phải sắp xếp bố trí gọn gàng, bảo quản và sử dụng theo đúng quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy. Hiện nay trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn thành phố, quận nói riêng đang tích cực triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh kế hoạch được triển khai với mục đích tuyên truyền phổ biến sâu rộng và trực tiếp kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy đến chủ hộ gia đình và người dân sinh sống làm việc tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức ý thức chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy kỹ năng thoát nạn sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ khi mới phát sinh hy vọng với sự vào cuộc nghiêm túc, tích cực của các đơn vị chức năng, đồng thời chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy của các chủ hộ gia đình kết hợp kinh doanh sẽ góp phần làm giảm thiểu tai nạn do cháy nổ gây ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân. Chi tiết lịch thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông ở Hải Phòng. Theo Sở Giáo dục Đào tạo, lịch thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6. Trong đó, sáng ngày 4 tháng 6 Thí sinh thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút, chiều thi ngoại ngữ thời gian 60 phút. Sáng ngày 5 tháng 6, thí sinh thi môn toán thời gian 120 phút. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên Trần Phú diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6. Ngày 7 tháng 6, thí sinh thi môn tiếng Anh điều kiện, tiếng Pháp điều kiện thời gian 60 phút vào buổi sáng, buổi chiều thi toán chuyên, ngữ văn chuyên thời gian 150 phút. Ngày 8 tháng 6, buổi sáng, các thí sinh thi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật chuyên Buổi chiều thi vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý chuyên, thời gian bài thi 150 phút. Sở Giáo dục đào tạo cũng thông tin những điểm thay đổi đối với tuyển sinh trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Theo đó, kỳ thi năm nay không tuyển sinh lớp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và lớp song ngữ tiếng Pháp. Đây là những lớp không chuyên tại trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú tuyển sinh trong các năm học trước. Đồng thời, trường tuyển sinh hai lớp chuyên Pháp trong đó một lớp Pháp 1 thi tuyển sinh bằng tiếng Pháp chuyên và môn thi điều kiện là tiếng Pháp cùng với môn toán, Ngữ văn đại trà, một lớp Pháp 2 thi tuyển sinh bằng tiếng Anh chuyên và môn điều kiện là tiếng Anh cùng với môn toán, Ngữ văn đại trà. Lớp chuyên Pháp 2 tuyển sinh học sinh thi từ tiếng Pháp chuyên khi không trúng tuyển lớp Pháp 1, đảm bảo các điều kiện theo quy định và học sinh thi bằng môn tiếng Anh chuyên. Bài thi môn tiếng Anh không chuyên, tiếng Pháp không chuyên, bài thi ngoại ngữ điều kiện thi theo hình thức trắc nghiệm, bài thi môn tiếng Anh chuyên và tiếng Nhật chuyên. Tiếng Pháp chuyên gồm 2 phần, phần trắc nghiệm làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm, chấm bằng máy và phần viết chấm tự luận, các bài thi còn lại thi theo hình thức tự luận. Thời điểm tổ chức thi và đề thi các bài thi không chuyên toán và ngữ văn chung với đề thi tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập. Thí sinh đang học tại trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng đăng ký dự tuyển tại trường trung học cơ sở, nơi thí sinh học lớp 9 năm học 2023 đến 2024. Thí sinh tự do đăng ký dự tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện bất kỳ thuộc thành phố đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình phát thanh quận Kiến An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,3 MHz vào lúc 17 giờ 30 phút và 6 giờ hàng ngày do biên tập viên Tuyết Trinh, kỹ thuật viên Thế Hải thực hiện. Để nghe lại chương trình, quý vị và các bạn hãy truy cập website đài kiến vn Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.